Chào các bạn, chúng ta đã học qua một số header của gói tin request. Đây là gói tin được gửi lên server. Ở bài trước thì các bạn đã được xem demo một request gửi lên dùng Postman. Và hoàn toàn có thể đưa các giá trị header vào gói tin request trong bài này. Chúng ta giới thiệu cụ thể Postman là gì để các bạn có thể ứng dụng Postman trong công việc nhé. Client chỉ là từ dùng để ám chỉ đối tượng sử dụng dịch vụ của server bằng cách gửi lên các yêu cầu cho server. Nên nếu bạn giả định client luôn là browser thì không đúng. Thế thì không phải browser thì có thể là gì? Đó có thể là telnet hay thậm chí là các robot mạng internet chuyên đi lùng sục để lấy thông tin như Googlebot, Baidubot. Bạn biết là có hàng tá con robot trên mạng chuyên đi lùng sục mạng internet mỗi ngày, cho nên dùng mạng internet rất là nguy hiểm. Thậm chí các công ty chế các con robot đi tổng hợp thông tin, xâm nhập, tình báo các kiểu. Mạng internet an toàn à? Không hề. Quay trở lại bài học, thế không dùng browser thì dùng gì? Vậy thì dùng telnet à? Wow, telnet giao diện gõ lệnh, nhập sai là sẽ phải làm lại. Thế thì chúng cũng không được phổ biến. Chúng ta sẽ chọn một công cụ dễ sử dụng, chạy được trên tất cả hệ điều hành. Đó chính là phần mềm Postman. Không phải là phần mềm có tên là Postman. Phần mềm này chỉ cần cài đặt như một extension của Google Chrome là bạn có thể sử dụng được. Như vậy, thay vì để trình duyệt tự động điền các giá trị cho các header, ta hoàn toàn có thể tự chủ động điền các giá trị vào header để kiểm tra backend của chúng ta hoạt động có ổn không, mà không cần trình duyệt. Nào, hãy xem demo nhé. Bạn có thể tải về tại địa chỉ. Sau khi mở lên giao diện, như các bạn đã thấy trong bài học trước, ta có request method là gì, địa chỉ của server là gì. Ở đây cho phép các bạn nhập các header cũng như là các biến trong phần query của URL. Khi ta gửi yêu cầu, ta có kết quả trả về. Có thể xem ở chế độ preview như trong trình duyệt. Ngoài ra còn có chỗ để xem mã trả về 200, ok. Hoặc là kích thước trả về là bao nhiêu. Ở dưới đây còn có phần hiển thị các header trả về từ server. Còn một cookies thì hiển thị các giá trị cookies mà server gửi về. Trường hợp ví dụ, chúng ta thì không có cookie nào cả. Như vậy, với việc làm quen với công cụ Postman, bạn hoàn toàn có thể điền các giá trị cho header và gửi lên server mà không hề cần đến trình duyệt. Trong thực tế, điều này dùng rất nhiều nha các bạn. Chúng ta sẽ còn tìm hiểu tiếp một số header khác nữa ở bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.